khi phát hiện vị giám đốc ngoại quốc đi vắng, nữ nhân viên dọn vệ sinh mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đã trộm két sắt lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Đối tượng mà Minh Phương vừa nhắc đến đó chính là Võ Thị Ngọc Quyên, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty ở khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, do người nước ngoài làm giám đốc. Theo điều tra ban đầu, qua quá trình làm việc, Quyên phát hiện tủ gỗ trong phòng của giám đốc không khóa, bên trong có chứa một két sắt nhỏ nên nảy sinh lòng tham. Hôm ngày 3 tháng 4 biết giám đốc đi công tác, Quyên mua một cưa máy cầm tay rồi mang đến giấu ở công ty. Hai ngày sau bảo vệ đi vắng, nữ nhân viên dọn vệ sinh dùng máy cưa phá tủ gỗ, lấy két sắt mang về nhà tại quận 7 cất giấu. Để tránh bị phát hiện, người phụ nữ quay lại công ty làm việc như bình thường. Đến chiều cùng ngày, Quyên gọi điện cho thợ chuyên sửa két sắt rồi tháo ra lấy được đồng hồ Rolex, đồng hồ Geneva, 4 chiếc nhẫn vàng, một sợi dây chuyền vàng, 4 miếng đá vàng cẩm thạch, 2 miếng kim loại màu vàng của dây đeo đồng hồ, tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Quyên sau đó đã bán số vàng và lấy tiền mặt. Chiều ngày 7 tháng 4, phát hiện bị mất tài sản nên vị giám đốc đã trình báo cho cơ quan công an. Được mời làm việc, Quyên từ quanh co đã thừa nhận việc mình trộm cắp.